Chị Thuận rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảm Giác, được phát sóng định kỳ vào lúc 16:40 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Lộc 1. Thưa quý vị, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, có thể chúng ta đã gặp bọn lừa đảo dưới cái vỏ của một doanh nhân thành đạt, một quan chức, hoặc ngược lại là một người trong bộ dạng thất thểu kiếm ăn từng bữa. Điển hình như Chuyện Cảnh Giác đã từng tái hiện một bà mẹ khốn khổ cầu xin từng đồng cho đứa con của mình. Hay thậm chí bọn chúng manh động đến mức giả danh thành cán bộ nhà nước như công an điều tra, kiểm sát viên, cảnh sát giao thông. Điển hình như câu chuyện trong tình huống sau, vẫn giả danh cảnh sát giao thông, nhưng lần này chiêu trò lại được biến tướng tinh vi hơn. Cùng với Trí Thuận xem lại tình huống được ban biên tập Chuyện Cảnh Giác tái dựng lại để xem chiêu trò của bọn chúng là như thế nào, quý vị nhé. Chị Tám. Ủa, anh về hả? Dạ. À, anh cho tôi gửi này xíu nè. Đây, tôi gửi anh ly cà phê với chai nước suối để đi uống dọc đường. Dạ, để tôi gửi, không có trả tiền trả bạc gì hết trơn á. Trời ơi, cái này phiền chị quá. Phiền cái gì mà phiền, chứ bữa anh lên thăm bé Mai anh đem quà quê cho tôi đủ thứ á. Bây giờ anh về tôi gửi miếng nước uống dọc đường thôi chứ có gì đâu phiền. À gì, thôi cảm ơn dì Tám. Sẵn chào chị, tôi về thì tôi nhờ chị nhìn chừng bé Mai giúp tôi. Năm đầu tiên xa nhà mà ở quê giờ công việc bận bịu, tôi phải về giúp tôi nha. Anh đừng lo, tôi hiểu mà. Mấy đứa sinh viên ở đây á, đứa nào tôi cũng thương hết đó, yên tâm đi. Dạ rồi, chăm sự nhờ chị. Mà về quê á, đi á, đường cẩn thận nha. Tôi nghe bé Mai nó nói là đi chỉ tấm mà 2 tiếng đồng hồ luôn đó. Dạ. Lâu thì... lâu lên thì thôi, ở lại đây chơi với nó vài bữa đi. Đường xá thì tôi đi cũng quen rồi, mà muốn chơi lâu thì cũng khó. Mùa này dưới quê bận lắm chị. Bà xã tôi cũng đang bệnh, nhờ đứa cháu dưới nó đang chăm bà. Vậy ha. Dạ. Thôi vậy anh về đi rồi cho tôi gửi thăm lời thăm chị nhà với nghe không? Dạ, cảm ơn chị Tám. Dạ, tôi về nha. Cứ yên tâm đi. Dạ, có mỗi đứa con gái rượu. Lại là năm đầu tiên cháu nó học xa nhà, nên mặc dù công việc ở quê đang đăng đề đề, nhưng nhất định mỗi tháng tôi cũng ráng sắp xếp để lên thăm con. Bình thường thì tôi ở lại tới 4-5 ngày lận, nhưng do lần này bà nhà bệnh nên tôi ở có 2 ngày là phải lật đật chạy về. Tôi đi nha chị. Rồi anh về, để xe cẩn thận nha. Gái gọi à. Alo, cha nghe đây. Ủa, cha đang ở ngoài vườn hả? Ừ, đang canh mấy cái quà chuối. Má khỏe được miếng nào chưa cha? Má đây cũng ổn rồi. Con bé Hai đang chăm bả trong nhà. Dạ, nhớ cha quá à, muốn gọi nhìn cha một tí. Nhớ cha hả? Hết tiền rồi đúng không? Có đâu, con nhớ thiệt chứ bộ. À, tuần sau con đi làm á cha. Sao đi làm? Mày đang đi học mà. Thì con làm phục vụ ở nhà hàng, con làm tính tiếng. À. Rảnh thì con làm, còn không thì con đi học chứ không ảnh hưởng việc học đâu, cha yên tâm. Rồi, nhưng mà cha dặn hờn vậy, thiếu tiền á thì gọi cho cha chuyển lên liền, chứ việc học là quan trọng, làm chỉ là phụ thôi. Dạ con biết rồi. Thôi cha má giữ gìn sức khỏe nha. Con xem vài tháng nữa rồi con về con thăm. Ừ, bay cũng giữ gìn sức khỏe. Cha dặn nhớ đó, thiếu tiền hay thiếu đồ ăn á, nói cha liền. Đồ ăn cha chạy lên cho tụi bay luôn. Dạ, nay con cúp máy con đi học nha cha. Ừ, rồi đi học. Thôi để cha làm giường tiếp. Dạ.
cũng từ lúc con bé lên thành phố học, tôi đã chuyển qua xài điện thoại thông minh. Con bé có chỉ tôi hết rồi. Mà nói chung á là tôi chỉ nhớ được những thao tác tôi làm mỗi ngày, như là nghe nhận cuộc gọi qua mạng, đọc và trả lời tin nhắn của con thôi. Còn những ứng dụng phức tạp hơn á thì tôi chịu. Tôi nhận được cuộc gọi qua mạng, thấy người gọi là cảnh sát giao thông, tôi thấy lạ, rồi tôi lạ sang giật mình. Khi nhận được tấm hình từ phía sau xe của tôi, thấy ghi rõ tốc độ chạy, tôi nhìn đoạn đường trên bức ảnh, chính là đoạn đường từ chỗ con gái ở về lại quê. Alo. Alo, chào anh. Tôi là Tùng bên cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08 thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã nhận được tấm hình chụp chiếc xe màu xanh dương biển số 62X1234 mà ông đã điều khiển khi lưu thông trên tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai chưa ạ? Dạ, tôi nhận được hình rồi cậu. Có gì không cậu? Thì qua camera đã ghi nhận lại là xe của ông đã chạy vượt quá tốc độ quy định từ 5km đến 10km/h. Và hiện phòng cảnh sát giao thông đang giữ biên lai xử phạt nguội về giao thông của ông. Và cái mức phí phạt là 200.000 đồng. Nói thiệt á, chứ lúc đó tôi tin tưởng người gọi cho tôi là cảnh sát giao thông thiệt, vì có hình chụp xe của tôi, có cả số điện thoại của tôi nữa. Mấy vụ phạt nguội này tôi từng nghe qua. Thiệt sự là khi chạy xe tôi đâu có canh được tốc độ của mình đâu. Chắc có lẽ khúc đường vắng tôi đã chạy nhanh hơn tí xíu và bị chụp bắn tốc độ. Nhưng mà cậu cho tôi hỏi cái, như vậy bây giờ là tôi đóng phạt sao? Hiện cái biên bản xử phạt của ông đã được sao y gửi tới kho bạc. Và sau khi ông đóng tiền xong á thì cầm cái biên lai đã đóng phạt về phòng cảnh sát giao thông BC08 thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là tôi phải chạy lên thành phố để đóng phạt hả? Đâu có được. Thì đúng rồi, bây giờ nếu mà trong vòng 2 ngày á ở bên phòng cảnh sát giao thông chưa nhận được biên lai đóng phạt của ông từ cái cuộc gọi này nè, thì chúng tôi sẽ gửi thư cảnh cáo tới trước. Và sau 2 ngày gửi thư cảnh cáo, nếu ông không đến đóng phạt thì sẽ áp dụng tước giấy phép lái xe của ông 1 tháng. Và nếu như ông vẫn chưa chịu đóng phạt thì sẽ thu hồi giấy phép của ông. Và khi đó là giấy phép không còn hiệu lực. Nếu ông muốn lưu thông lại trên đường thì ông phải đi thi lại bằng lái á. Ủa, sao kỳ vậy? Mấy anh phạt rồi, mấy anh báo tôi 2 ngày rồi, 2 ngày sau là không đóng phạt là bị thu bằng lái. Vậy thời gian đâu sao tôi đóng? Thì nói chung là chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Nếu ông không trực tiếp lên đóng được thì ông có thể đóng phạt bằng hình thức online. Online nghĩa là tôi đóng tiền qua mạng hả cậu? Đúng rồi, thì đây là cái hình thức đóng phạt mới được áp dụng từ đầu năm tới nay. Thì cho tôi hỏi là ông có biết cách thức chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng không? À biết, tôi có tài khoản ngân hàng. Vậy thì tốt, mà trong tài khoản ngân hàng của ông hiện còn đủ tiền để đóng phạt không? Đủ chứ, tôi lúc nào cũng có 3-4 triệu để dành để chuyển cho con gái mà. Nhưng mà chắc là ông có biết cách chuyển tiền đúng không? Biết, thì tôi ra ngân hàng rồi chuyển. Không phải, là chuyển tiền bằng app ngân hàng á, nghĩa là không phải thao tác trên điện thoại á. App ngân hàng, cái này tôi không có rành. Thì mỗi lần chuyển tiền tôi ra ngân hàng thì tôi báo rồi tôi ký ngoài đó người ta chuyển. Con tôi á, nó có cài ứng dụng chuyển tiền cho tôi, có chỉ luôn rồi, nhưng rất rối lắm. Chuyển tiền cho ai cũng vậy, tôi toàn ra ngân hàng chuyển không à. Tôi có nói á, là nhờ con gái tôi đóng phạt thì cậu ta bảo không được, phải chính tôi nhập thông tin các thứ vào. Cứ nghĩ người ta đã tạo điều kiện cho mình, chứ giờ mà chạy lên thành phố đóng phạt thì tôi làm không được rồi đó. Phạt không có bao nhiêu, đóng cho rồi, chứ tước bằng lái xe thì bà thôi nữa. Rồi bây giờ tôi gửi cho ông cái đường link. Ông chỉ cần làm theo những gì tôi hướng dẫn, nhập thông tin đầy đủ và tự động cái tiền trong tài khoản của ông sẽ chuyển đến tài khoản của kho bạc. Dạ được. Từ chối việc đóng phạt dùng, liên tục yêu cầu chuyển tiền bằng ứng dụng, đây chính là dấu hiệu của bọn lừa đảo vì không muốn có thêm người khác biết được hành vi của chúng. Tôi làm theo mọi chỉ dẫn,
nhấn vào đường link rồi nhập thông tin cá nhân như tên, số căn cước công dân, rồi số thẻ ngân hàng các thứ. Nè cậu ơi. Nghe nha. Nó kêu tôi bấm cái số OTP gì đó là cái gì tôi không biết. Đúng rồi, anh nhập đầy đủ thông tin luôn. Họ tên, số chứng minh nhân dân này nọ, mã OTP luôn, gửi về cái số điện thoại của anh á. Nhập đầy đủ luôn. À cái OTP đó là tôi không có nha. Thì tự động anh nhập đi rồi nó báo về cái số cái điện thoại của anh á, tin nhắn á, rồi anh nhập cái mã đó vô. À. Có chuyển tiền bằng đường link này bao giờ đâu. Tôi cứ nghĩ mã OTP gì đó là mã để đóng phạt. Nhập mã vào coi như là đóng phạt xong rồi. Rồi bây giờ là cậu ơi. Nghe nghe. Tôi bấm đồng ý là xong đó hả? Đúng rồi, bấm đo đi vô đồng ý. Tôi bấm đồng ý là xong đó hả? Đúng rồi, bấm đo đi vô đồng ý. Rồi. Alo. Alo. Sao kỳ vậy? Sao tài khoản có gần 4 triệu mà giờ tiền phạt có 200 ngàn mà sao hết tiền rồi? Nè cậu ơi. Nè nha. Tôi kêu tôi bấm cái số gì OTP gì đó là tôi bấm đồng ý là xong đó hả? Đúng rồi. Sao tài khoản có gần 4 triệu mà giờ và có 200 ngàn mà sao hết tiền rồi? Mất tiền, tôi đem chuyện này lên công an. Họ nói tôi đã bị gạt rồi. Không có chuyện phạt nguội mà chỉ thông báo qua điện thoại mà không gửi giấy phạt. Thì ra những gì cậu ta chỉ tôi làm nhắc vào đường link, chủ yếu là để lấy thông tin của tôi. Trong đường link đó bắt buộc tôi điền số tài khoản rồi mã OTP mà nữa. Giờ tôi mới hiểu mã OTP là mật mã quan trọng để kẻ lừa lấy hết tiền trong tài khoản của tôi. Sau khi tôi kể lại sự tình, bên phía cơ quan công an phân tích tên hiển thị cảnh sát giao thông được cài đặt rất dễ, còn bức hình chụp bắn tốc độ thì được chụp từ máy điện thoại, không phải từ thiết bị chuyên dụng của ngành. Ngay cả việc hối thúc tôi đóng phạt ngay giờ liền vì biết tôi không thể lên thành phố được, tôi là mờ đoán được người đó là ai và cũng nhờ chị Tám chủ trọ đến để hỗ trợ điều tra. Cuối cùng cũng có câu trả lời. Chị Tám nói người thanh niên ở quán cà phê liền lúc đó là khách lạ mới tới sớm lần đầu. Cô cho con hỏi dãy phòng trọ này có phòng không cô? Thì ra nãy giờ là chạy vòng vòng đi kiếm phòng trọ phải không con? Dạ. Chắc chắn là tên đó rồi. Hắn ngồi ở đó từ đầu, nghe được hết chuyện nhà mà tôi kể với chị Tám. Đi về cẩn thận nha. Tôi nghe bé Mai nó nói đường đi tới 2 tiếng đồng hồ luôn đó. Đường thì cũng xa nhưng mà tôi đi hoài cũng quen rồi chị. Thì lâu lâu lên thì ở lại chơi với nó đi, vài bữa thì phải về. Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà chị biết cái mùa này ở dưới quê bận bịu dữ lắm. Với lại vợ tôi đang bệnh. Tôi đang nhờ cháu chăm sóc. Tôi cũng sốt ruột dữ lắm, phải chạy về. Sau khi biết được đường đi về của tôi, biết được tôi bận bịu việc dưới quê, hắn liền chạy theo xin số. Gì vậy? Chú cho cô Tám xin số điện thoại của chú đi. Cô Tám nhà trọ hả? Dạ. Trời ơi, cái bà này sao bà không hỏi bé Mai nó cũng có số chú mà chi mất công bay chạy ra đây. Thì con không biết nữa, chắc cổ xin có việc gì đó. Dạ. Ủa đây bán được không Tám? Chứ dưới quê giờ làm ăn khó khăn lắm. Bán cũng lai rai á con, cũng sống được. Nghe hắn hỏi thăm như vậy á, cứ tưởng là con cháu thiệt. Giả lại xin số điện thoại thôi mà. Tôi không có nghĩ là nó khiến tôi gặp rắc rối như vậy. Về đâu, hắn có chủ đích trước cả rồi. Hắn cảm ơn chú nha. Rồi chú cũng đi, để chạy. Cố tình bịa ra chuyện đóng phạt. Hắn còn biết cách đánh vào tâm lý, chọn tốc độ vượt không quá cao để tôi không thể khẳng định mình có chạy lố hay không mà tin lời. Phạt số tiền rất ít để tôi chủ quan, muốn đóng phạt cho nhanh á cũng hỏi dò tôi trước mọi thứ. Thì cho tôi hỏi là ông có biết cách thức chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng không? Biết, tôi có tài khoản ngân hàng.
À, vậy thì tốt. Mà trong tài khoản ngân hàng của ông hiện còn đủ tiền để đóng hàng không? Đủ chứ, tôi lúc nào cũng có 3-4 triệu để dành để chuyển cho con gái mà. Nhưng mà chắc là ông có biết cách chuyển tiền đúng không? Chắc đó, trong tài khoản tôi có tiền và không có rành việc chuyển khoản, nên dằn bẫy lừa tôi như vậy đó. Cái này thì tôi không rành, bây giờ tôi phải làm sao cậu? Nè cậu ơi, nghe nghe, tôi kêu tôi bấm cái số gì OTP gì đó là tôi bấm đồng ý là xong đó hả? Đúng rồi. Sao tài khoản có gần 4 triệu mà giờ tiền bạc có 200 ngàn mà sao mất tiền rồi? Qua tình huống này, Trí Thuận mong rằng bà con cần lưu ý tất cả những trường hợp bị phạt nguội liên quan đến giao thông thì đều có thông báo vi phạm của cơ quan chức năng đến chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện. Khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện đó mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở công an để làm việc. Tuyệt đối không nhấp vào đường link người lạ gửi và làm theo hướng dẫn vì gần như chắc chắn sẽ mất tiền trong tài khoản. Bà con mình cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo liên quan đến biên lai phạt nguội giao thông. Ngoài ra, tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào, tránh những sự việc đáng tiếc như tình huống vừa rồi nhé. Chương trình Truyền Cảnh Giác đến đây xin được khép lại. Trí Thuận chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và rất mong được gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hãy chia sẻ những câu chuyện lừa đảo, những tình huống trộm cướp manh động tinh vi mà quý vị gặp phải về địa chỉ email chương trình truyền cảnh giác vn@gmail.com để chúng ta cùng có những bài học cảnh giác hữu ích. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trí Thuận xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.